Cuối tháng 3 năm nay, do mâu thuẫn trong việc mua bán chó mèo cảnh với một người tên A, hai người đàn ông tên là Nguyễn Hữu Thêm và Đỗ Xuân Khánh đã quyết định mua và giấu ma túy vào nhà, xe và ví treo chìa khóa của A, rồi sau đó gọi cảnh sát đến bắt người này. Tuy nhiên, kế hoạch đổ bể khi cả Thêm và Khánh bị công an điều tra, khởi tố về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và về tội sử dụng chất ma túy để vu khống người khác. Sang đầu tháng 5, bốn nhân viên giao hàng tại thành phố Hồ Chí Minh cãi nhau về việc đi giao hàng. Họ lời qua tiếng lại ở chỗ làm, cầm nón đập vào đầu nhau và hẹn tối sẽ đánh nhau. Đến tối, những người này mang theo hung khí để đâm chém lẫn nhau, khiến một người bị trọng thương nhưng đã xuất viện. Trung và Nhơn, hai người này đã bị công an bắt giữ và điều tra. Đây là hai hậu quả cực đoan của sự giao tiếp không hiệu quả và thiếu khả năng tư duy logic trong công việc. Còn những hậu quả phổ biến hơn thì chắc hẳn là ai trong số chúng ta cũng chứng kiến ít nhất một lần. Bình luận về điều này, ông Nguyễn Mạnh Thắng, giám đốc của một công ty phần mềm tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Chúng ta thiếu văn hóa tranh luận, tư duy phản biện mà thường chỉ có cãi vã, chửi lộn. Do đó khá là khó đối thoại nên đôi khi vấn đề rất nhỏ nhưng lại không được hóa giải, khiến nhiều người mang cục tức ở trong người." Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể mài giũa khả năng tư duy logic để chống chọi với cả cuộc chiến 9 to 5? Sau nhiều năm đi làm, rồi sau đó trở thành huấn luyện viên hiệu suất, nhà cố vấn đào tạo lãnh đạo hàng đầu thế giới Stephen Fong, tác giả cuốn sách Động lực nội tại, đã đúc kết được ra câu trả lời này qua 4 câu hỏi. Và cụ thể chúng là gì? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu trong video hôm nay nhé! À quên mất, Động lực nội tại là cuốn sách mới nhất do Spider Room team lựa chọn phát hành ở Việt Nam sau khi nhận được rất nhiều phản hồi từ các fan nhà nhện về thực trạng chán việc hay là mất động lực đang cực kỳ phổ biến hiện nay. Chúng mình tin rằng cuốn sách sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn, thêm yêu công việc và tạo ra nhiều giá trị hơn. Vậy nên đừng bỏ qua cuốn sách này nếu như bạn thấy bản thân hay là một ai đó đang phải vật lộn mỗi ngày để đi làm bạn nhé. Còn nếu mỗi ngày đi làm với bạn là một ngày vui rồi thì vẫn cứ ủng hộ Spider Room cũng được, bọn mình xin nhận hết cái tấm chân tình này. Thôi mình đùa thế thôi, còn bây giờ thì bắt đầu với cả nội dung của video ngày hôm nay thôi nào. Tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề gì? Câu hỏi đầu tiên ông đề cập đến là: tôi đang cố giải quyết vấn đề gì? Vì nếu không xác định, không gọi tên được vấn đề thì chúng vẫn sẽ tiếp tục ám ảnh và tấn công chúng ta một cách vô hình. Để lâu thì sẽ càng ngày càng trầm trọng. Theo ông, nếu chỉ đặt câu hỏi một cách chung chung thôi thì cũng chưa đủ, mà bản thân phương pháp đặt câu hỏi cũng phải được rèn luyện để tối ưu hóa. Cụ thể là câu hỏi đặt ra nên đem đến ít nhất 3 lợi ích sau. Đầu tiên, giúp bạn đi sâu hơn vào vấn đề, từ đó mài giũa các giải pháp đề xuất của bạn. 2. Tạo ra năng lượng tích cực, vì chúng ta đang cố gắng cải thiện tình hình chứ không phải là giải một câu đố trừu tượng. Thứ ba, tự động dẫn đến các bước tiếp theo, đó là chia nhỏ vấn đề thành các nhánh tư duy. Sau đây là một vài ví dụ về cách đúng để đặt câu hỏi đầu tiên. 1. Chưa rõ ràng và cụ thể, cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp mang tên Thành. Rõ ràng và cụ thể, làm thế nào để tôi có thể cải thiện cách đối thoại với Thành để chúng tôi không bất đồng liên tục như vậy? Chưa rõ ràng và cụ thể, giảm chi tiêu hàng tháng. Rõ ràng và cụ thể hơn, làm thế nào để tôi có thể tiết kiệm được 5 triệu đồng một tháng mà vẫn còn đủ tiền để chi trả cho những thứ khác? Chưa rõ ràng và cụ thể, khiến sếp lắng nghe mình. Rõ ràng và cụ thể, làm thế nào để tôi có thể khiến sếp chủ động hỏi ý kiến về các chủ đề mà tôi có chuyên môn và kinh nghiệm? Sau khi xác định được kẻ thù, chúng ta có thể chia nhỏ nó thành các nhánh tư duy hoặc là thành một cây vấn đề. Khái niệm này dùng để phân chia các vấn đề thành các khía cạnh hợp lý và có liên quan mà chúng ta cần phải phân tích để giải quyết. Với những người chưa có hoặc là chưa quen với kỹ năng này, ông Stephen Fogg khuyên rằng: hãy kiên trì với nó, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu. Vì tính cụ thể của việc phân nhánh mọi thứ đi ngược lại với bản năng thích khái quát hóa, đánh đồng mọi sự việc của chúng ta. Một khi nắm được cách chia nhánh tư duy thì nhiều lợi ích đến trong cả đời sống cá nhân và trong công việc. Một ví dụ đơn giản về chia nhánh tư duy là: 1. Vấn đề. Chúng ta nên phân chia công việc như thế nào? Điều tôi cần biết là: trách nhiệm của tôi là gì? Trách nhiệm của bạn là gì? Ưu nhược điểm của tôi phù hợp với khía cạnh nào của công việc? Khối lượng công việc hiện tại của tôi có nhận thêm được việc này hay là không? 2. Vấn đề. Tôi không có đủ thời gian. Tương tự, khối lượng công việc của tôi có thể giảm bớt không? Quy trình làm việc hiện tại của tôi đã được tối ưu hóa hay là chưa? Nếu rồi thì tôi còn trống khoảng thời gian để xử lý thêm việc hay là không? Tôi có thể tăng thêm các nguồn lực của mình để đáp ứng công việc hay là không? Vấn đề lớn đến mức nào? Sau khi xác định được vấn đề,
việc quan trọng tiếp theo mà chúng ta cần phải làm là khoanh vùng quy mô của nó để tránh trường hợp coi nhẹ những cái việc quan trọng hoặc là việc nhỏ xé ra to. Giả sử như chúng ta nhận thấy mình và ông Thành Ria thường xuyên bất đồng quan điểm trong cả cái cách làm việc và trong nhân sinh quan. Điều này làm chúng ta khó chịu, cứ thấy mặt ông này ở các buổi họp là chả muốn cất lời, trong các buổi đi ăn là lại chỉ muốn ở nhà. Vì vậy chúng ta thật sự muốn cải thiện tình hình với cả Thành. Sau khi thiết lập vấn đề bằng câu hỏi, làm thế nào tôi có thể cải thiện được cách đối thoại với Thành mà không để gặp bất đồng quan điểm liên tục như vậy nữa? Thì câu hỏi tiếp theo mà cho đến nay là quan trọng nhất là vấn đề của tôi và họ lớn đến mức nào? Ở đây chúng ta đang lượng hóa giá trị của việc giải quyết vấn đề qua những câu hỏi như: vấn đề xảy ra thường xuyên tới mức độ nào? Hay cụ thể hơn, hai người bất đồng thường xuyên đến mức độ nào và về cái gì? Vấn đề gây ảnh hưởng gì đến công việc và cuộc sống cá nhân của tôi? Ngoài việc tránh tác động tiêu cực, thì tôi đạt được điều gì nếu giải quyết xong vấn đề? Cứ cho là vấn đề của bạn với cả anh Thành Ria là có thật và đáng giải quyết, thì để dễ hình dung và lên kế hoạch xử lý, chúng ta cần định lượng nó. Chẳng hạn, ước tính là hai người phải bất đồng ít nhất là một lần mỗi tháng. Và điều này dẫn đến việc mỗi người phải làm thêm ít nhất 4 giờ để cố gắng đi đến một thỏa thuận. Hơn nữa, khi bất đồng quan điểm xảy ra, chúng ta sẽ khó tập trung vào bất cứ thứ gì khác ít nhất là trong vài giờ. Ngoài ra thì những bất đồng này còn dẫn đến việc chậm trễ cho công việc mà chúng ta cần hoàn thành với các đồng nghiệp khác, từ đó khiến cho họ cũng bị chậm theo. Từ đó dễ thấy đang có ít nhất 3 đồng nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp từ chuyện này. Nhìn chung là chúng ta cần ước tính là mỗi khi bất đồng xảy ra với cả Thành Ria, chúng trực tiếp tiêu tốn của chúng ta 3 đến 4 ngày làm việc dưới dạng làm thêm giờ và chậm trễ cho công việc. Vì xảy ra mỗi tháng một lần nên tổng chi phí trực tiếp xấp xỉ là 40 ngày làm việc một năm. Áp nó vào một mức lương trung bình khoảng 10 triệu một tháng, tức là chúng ta đang chung tay gây thất thoát khoảng 13 triệu đồng của công ty. Thử hỏi, nếu bạn là chủ doanh nghiệp và bạn biết có người đang cầm 13 triệu của mình vứt ra ngoài cửa sổ mỗi năm, thì liệu bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đó là giá trị của định lượng vấn đề, và giá trị này không hề nhỏ. Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là gì? Sau khi xác định được kích cỡ của vấn đề, chúng ta cần phải đặt câu hỏi nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là gì? Vì giống như một cái cây, nếu tỉa ngọn hay cắt một cành, gốc cây vẫn có thể tạo ra dinh dưỡng để tái tạo thêm phần thiếu, thậm chí cái mới còn có thể sum suê và to hơn cả cái trước nữa. Do đó, triệt hạ vấn đề từ gốc rễ mới là điều ta cần làm. Quay lại ví dụ giữa chúng ta và anh Thành Ria, điểm khởi đầu là nghĩ về điểm phát sinh bất đồng và điều gì xảy đến khi bất đồng diễn ra. Những tình huống hoặc là chủ đề nào có xu hướng gợi lên sự bất đồng? Bạn thể hiện sự bất đồng như thế nào? Thành Ria thì sao? Anh ấy nói gì? Cười vào những cái luận điểm nào của bạn? Và nước mắt cá sấu ở những cái chỗ nào? Vậy còn bạn thì sao? Bạn cũng nên nghĩ tương tự về tình huống mà bạn và Thành Ria nhất trí, rồi đặt những cái câu hỏi tương tự về các tình huống đó. Có điều gì khác biệt trong những tình huống này trong quá trình dẫn đến sự kiện và diễn ra sự kiện? Nếu bạn và Thành cùng ghét một bài hát, cùng thích một bộ phim và cùng có một tư duy về việc phải cố gắng cho công việc, thì có thể chúng ta nên bắt đầu gây dựng lại mối quan hệ từ những nền tảng hữu ích đó. Đi qua những câu hỏi này, chúng ta sẽ thấy có một khuôn mẫu xuất hiện. Ví dụ: thứ nhất, chúng ta và hoặc là Thành không chuẩn bị tốt cho sự việc, một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra bất đồng tại nơi làm việc, và do đó không có đủ kiến thức về chủ đề sự việc. Thứ hai, thời gian, nhịp độ và cách thảo luận của hai người không hiệu quả. Lưu ý, không hiệu quả ở đây khả năng cao là không có sự thỏa hiệp, không có sự nhún nhường lẫn nhau, chứ chưa chắc là cách giao tiếp của hai người đang tệ. Thứ ba, vấn đề mà hai người bất đồng nhạy cảm hơn vấn đề mà hai người nhất trí. Có thể đây là một vấn đề sâu hơn, không liên quan đến một sản phẩm, một dự án, mà phạm vào triết lý sống hay là tính nết của người còn lại chẳng hạn. Dù nguyên nhân gốc rễ có là gì đi chăng nữa, thì chúng ta cũng cần có dũng cảm để đối đầu với cả mọi thứ nếu không muốn kéo dài mâu thuẫn. Giải pháp tốt nhất là gì và chúng ta có thể thực thi như thế nào? Ok, sau khi gọi tên vấn đề, xác định các quy mô và nguyên nhân gốc rễ của nó, chúng ta cần chuyển sang bước tiếp theo, cũng là bước thú vị và thử thách hơn. Đó là tìm giải pháp và lên kế hoạch thực thi giải pháp đó. Một số câu hỏi an toàn nhất để chúng ta bắt đầu bao gồm: giải pháp tốt nhất cho vấn đề này là gì? Nên thực hiện giải pháp này như thế nào? Và một câu hỏi mà rất nhiều người thường bỏ qua, đó là: có giải pháp nào thay thế hay không? Đây là các câu hỏi mà chúng ta không thể bỏ qua trong phương pháp tư duy logic.
Khi suy nghĩ về các lựa chọn, chúng ta cũng cần đối chiếu chúng với cả 3 tiêu chí sau. Đầu tiên là chi phí, thứ hai là thời gian và cuối cùng là năng lực. Ví dụ, giải pháp để xử lý vấn đề với cả thành ria là thảo luận, là họp nhiều buổi cùng với nhau, thậm chí là với cấp trên hoặc là nhân sự. Nhiều quy đổi tổng thời gian dự kiến của quyết định này sang tiền, nó sẽ rơi vào khoảng 10 triệu. Xong, nếu phương án này thành công, 10 triệu sẽ giúp cho công ty tiết kiệm được 13 triệu trong những năm tiếp theo. Tức là phương án này đáng để lựa chọn. Tất nhiên là nếu nó thất bại, thì chúng ta cũng cần nghĩ đến các phương án khác ngay lập tức. Đương nhiên là luôn có một lựa chọn là giải quyết vấn đề bằng cách không giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp thay thế trong trường hợp này, do mối quan hệ xấu có cái giá rất đắt. Và cá nhân tôi cho rằng đây là một lựa chọn lười biếng, có xu hướng sinh ra cái thói quen gây hấn thụ động. Trong quá trình xác định giải pháp, chúng ta nên cố gắng tránh hai thiên kiến tư duy. Đầu tiên là hiệu ứng đoàn tàu hay là tư duy theo nhóm, khi chúng ta ngại đưa ra những phương án đi ngược lại với suy nghĩ của đám đông. Và thứ hai là ác cảm với mất mát. Đừng lo rằng mình sẽ thất bại mà không bắt đầu cải thiện vấn đề. Hãy cố gắng làm điều mà bạn tin rằng là đúng nhất, thay vì là làm cái điều dễ dàng. Vì chính những cái lựa chọn khó mới là thứ giúp cho bạn phát triển. Như vậy, chúng ta đã cùng đi vào tìm hiểu 4 câu hỏi thấu đáo cần đặt ra để rèn luyện phương pháp tư duy logic trong việc giải quyết các vấn đề của bản thân. Đây là phương pháp tư duy thú vị mà bạn không cần chỉ áp dụng vào môi trường công sở, mà bạn còn có thể áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày. Hy vọng là mối quan hệ của bạn với những người thành ria cho công ty sẽ có những tiến triển nhất định và rằng không một vấn đề nào dẫn đến những kết quả ngoài mong đợi như với 2 ví dụ ở đầu video. Các bạn thấy video vừa rồi như thế nào? Đừng ngại comment những cái suy nghĩ của mình cho Spyroom biết nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!